Mùa bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay thì em lại có một chiếc xe BMW X4 X-Drive 20i Sản xuất là 2018 Model là 2019 Cam kết rõ cho anh chị và các bạn Các hạng mục xe không đâm va Không gặp nước Bao check test toàn quốc Và địa chỉ xem xe thì anh chị bạn có thể qua trực tiếp là Auto 31 Số 3133 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội Để có thể xem xe và lái thử Xe vẫn có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho các bác nào đang có nhu cầu mua trả góp. Để rõ về thời gian vay cũng như lãi suất, hãy liên hệ em, em sẽ gửi bảng kê chi tiết cụ thể để bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Với mẫu BMW X4 xDrive 20i này là một mẫu xe với kiểu dáng thể thao. Những chi tiết đường LED của chiếc xe anh chị bạn có thể thấy nó rất là tinh tế, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Nội và ngoại thất của chiếc xe thì giữ được trong tình trạng nào hoàn hảo, xe đăng ký tên tư nhân, biển tỉnh, chủ xe đi rất là giữ gìn đường led của chiếc xe đây các bác có thể tham quan với chiếc xe này thì nó đã làm bánh với quãng đường là 43.000 km ngoại thất là màu đen nội thất cà phê chính chủ mua từ mới bao test hãng toàn quốc anh chị nhé hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cùng với những chi tiết đèn dạng led rồi rồi mặt lưới tản nhiệt hình ca lăng hình quả thận với những viền mạ chrome xung quanh tạo điểm nhấn khi và đặc trưng của dòng BMW khi nhìn vào đầu xe Mâm thì trang bị mâm hộp kim 19 inch với những chị phần no-plast của chiếc xe thì vẫn rất là đẹp và dày Gầm bệ của chiếc xe rất là chắc chắn Đây là những cái chi tiết về hệ thống gương, kính chỉnh điện, tích hợp báo rẽ đầy đủ Cùng với đó thì dọc thân xe thì các bác có thể thấy là tay nắm cửa được sơn cùng màu với cả màu ngoại thất tạo những điểm nhấn Cũng như là cái độ hoàn hảo hơn về những cái chi tiết hoàn thiện, về những cái chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe ở đuôi xe thì với những cái tính năng an toàn như cam lùi, cảm biến đuôi Và những cái phần mở cốp này nó rất đặc trưng này Anh chị bạn nếu mà bình thường mình sẽ không biết nó ở đâu Nhưng mà khi chị bạn có thể bấm vào cái logo này Nó sẽ tự động mở lên với hệ thống cốp điện đầy đủ Không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi Đây là những cái chi tiết về hệ thống cốp Cũng như là cái phần keo chỉ định tán Em sẽ quay qua một vòng để các bác có thể tham quan Đánh giá chất lượng chiếc xe cũ hạng sang Đang có mặt tại cửa hàng ngoài mẫu những mẫu BMW ra thì đơn vị thì có rất nhiều các mẫu xe khác để các bác có thể lựa chọn như là Lexus, RX 200, Rik uh, 300, Rik uh, 350 cũng như là có trang một số mẫu Land Rover để anh chị và các bạn có thể lựa chọn anh chị bạn chỉ cần yêu thích mẫu xe nào có thể liên hệ em đơn vị thì chuyên các dòng xe sáng lướt đã qua sử dụng có đầy đủ các mẫu để anh chị bạn có thể lựa chọn gửi thông tin sớm nhất cho các bác và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan và chi tiết đánh giá nội thất của chiếc xe với hệ thống nội thất ghế da màu nâu cực kỳ đẹp. Đây là những cái phần cánh cửa cũng như là phần sơn si từ những phần mép lối mép cả nó vẫn rất là đẹp. Đây là những cái phần cánh cửa này các bác có thể tham quan cùng em với hệ thống tabli này rồi là những phần ốp gỗ. Rồi phần bậc lên xuống những chi tiết rất là đẹp. Tay nắm cửa Đấy, những đường led về hệ thống ghế ngồi không gian ngồi rộng rãi cho ba người ngồi với nhiều tiện ích như ba cái tự đầu giảm chấn này cái độ ngả sâu giúp anh chị và các bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi cửa sổ trời rộng lớn này cũng như có trang bị là cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa với hệ thống mở cửa thông minh và đây là những cái chi tiết về phần cánh lái của chiếc xe để các bác có thể tham quan cùng em với hệ thống đèn viền này các phím điều chỉnh chức năng lên xuống kính chỉnh gương nhớ ghế khóa cửa trung tâm với những cái chi tiết rất là hoàn hảo được thiết kế bố trí những cái phím bấm anh chị và bạn thể có thuận tiện thao tác khi di chuyển lái xe những phần ghế chỉnh điện này chất lượng ghế má ghế hệ thống ghế trang bị là ghế thể thao rồi giúp anh chị và các bạn ngồi nó sẽ thoải mái hơn nó ôm đưng hơn cảm anh chị và các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu khi di chuyển trong những chuyến đi xa nó không bị mệt mỏi rồi các phím điều chỉnh chức năng phanh tay điện tử hầu thu hầu cần số của chiếc xe với những chi tiết thiết kế rất là đặc trưng các phím điều chỉnh chức năng màn hình rồi là đề lộ start top vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau thì nó có đồng hồ hiển thị điện tử hiển thị các thông tin thông số an toàn khi anh chị bạn di chuyển trên đường giúp cho anh chị và bạn có thể dễ dàng điều khiển xe tập trung lái xe hơn hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe đây các bác có thể tham quan ở đây và ta sẽ cùng đi tham quan về phần máy móc để các bác có thể đánh giá kỹ hơn với hộp số của chiếc xe nó sử dụng là hộp số 8 cấp. Với 3 chế độ lái khác nhau giúp anh chị và các bạn có thể là có nhiều trải nghiệm hơn. Cũng như giữ cho chiếc xe nó tiết kiệm nhiên liệu. Đây là những cái phần chi tiết về khoang máy của chiếc xe để các bác có thể tham quan. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn thông tin sơ qua về chiếc BMW X4 x 20i sản xuất là 2018 model 2019 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 769 triệu.